Mình xin chào các bạn. Đại ca hộ. Hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn Trừ phóng. Trừ phóng. Cái bếp. Chủ sạch lộ. Chủ sạch lộ. Cái lò. Chủ sạch lộ. Chủ sạch lộ. Cái nồi. Bố. Bố. Cái chảo. Wok. Wok. Cái nồi cơm điện. Tiền phản bố. Tiền phản bố. Bình nấu nước. Dịch sủi bố. Dịch sủi bố. Lò bi ba. Mì bó lồ. Mì bó lồ. Cái nắp dung. Coi. Coi. Cái thao. Phùn. Phùn. Cái rổ. Sao kê. Sao kê. Cái bồn rửa chén. Sấy quẩn phồn. Sấy quẩn phồn. Dao chặt xương. Chảm quách tố. Chảm quách tố. Dao gọt trái cây. Sáng cỏ tố. Sáng cỏ tố. Dao bào. Sợt phì tố. Sợt phì tố. Máy sinh tố. Cha chấp ký. Cha chấp ký. Tủ lạnh. Xuyết quầy. Xuyết quầy. Máy rửa chén. Sấy quẩn ký. Sấy quẩn ký. Máy hấp bánh. Cục lầu. Cục lầu. Tủ để chén dĩa. Quẩn tiệp quầy. Quẩn tiệp quầy. Đũa cây. Một phai chỉ. Một phai chỉ. Chảo không dính. Ừ chẳng quọt. Ừ chẳng quọt. Bồi nhồi rửa chén. Bát kịp bồ. Bát kịp bồ. Xà bông rửa chén. Sấy kịp chén. Sấy kịp chén. Kệ tủ nhà bếp. Chỗ hợp chủ quầy. Chỗ hợp chủ quầy. Khăn lao chén. Một con muỗng tiệp bồ. Một con muỗng tiệp bồ. Gạo. Mậy. Mậy. Cái thùng đựng gạo. Mậy thủng. Mậy thủng. Nếp. Lò mậy. Lò mậy. Máy hút hơi dầu. Châu dầu yên kê. Châu dầu yên kê. Cửa nhà bếp. Chủ phỏng mùn. Chủ phỏng mùn. Máy hút bụi. Khắp trần kê. Khắp trần kê. Phòng ăn. Phàn thang. Phàn thang. Bàn ăn cơm. Phàn thổi. Phàn thổi. Cái ghế. Tầng. Tầng. Thảm trải bàn. Thổi bồ. Thổi bồ. Khăn ăn. Chan căn. Chan căn. Khăn giấy. Chỉ căn. Chỉ căn. Cái chén. Uốn. Uốn. Đũa. Phai chỉ. Phai chỉ. Cái muỗng. Chỉ căng. Chỉ căng. Muỗng cà phê. Cà phê căng. Cà phê căng. Muỗng canh. Thong căng. Thong căng. Cái ly. Bùi. Bùi. Cái ống hút. Dẫm thủng. Dẫm thủng. Cái ống hút. Dẫm cuộn. Dẫm cuộn. Cái dĩa. Tiếp. Tiếp. Cái tô. Thong uốn. Thong uốn. Con dao. Tâu.
tô. Cái nĩa. Cha. Cha. Cái thùng đựng nước đá. Bình thủng. Bình thủng. Cái cây kẹp đá. Bình kiểm. Bình kiểm. Cái cây kẹp đá. Bình kẹp. Bình kẹp. Cái bình đựng nước. Sủy vũ. Sủy vũ. Tăm sữa răng. Ngà chim. Ngà chim. Cây đàn cày. Lạp trúc. Lạp trúc. Cái ly uống nước. Sủy bôi. Sủy bôi. Cái ly uống trà. Trà bôi. Trà bôi. Cái ly uống rượu. Rượu bôi. Rượu bôi. Cái ly uống rượu vang đỏ. Hồng rượu bôi. Hồng rượu bôi. Cái ly uống rượu vang trắng. Bạc rượu bôi. Bạc rượu bôi. Cái ly uống bia. Bê rượu bôi. Bê rượu bôi. Cái ly uống xăm bân. Hương bân bôi. Hương bân bôi. Cái ly uống rượu cocktail. Cây mì rượu bôi. Cây mì rượu bôi. Mình xin chào các bạn. Hôm nay thì mình rất vui tiếp tục chia sẻ tiếng Quảng Đông cho các bạn. Thì hôm nay đây là những cái từ vựng liên quan về phòng tắm, gồm có 33 từ. Chúng ta bắt đầu. Nhà tắm. Dục sách. Dục sách. Cửa nhà tắm. Dục sách mùn. Dục sách mùn. Quạt thông gió. Châu hì xin. Châu hì xin. Bồn tắm. Dục con. Dục con. Màn bồn tắm. Dục liễm. Dục liễm. Vòi nước. Sủi lùng thầu. Sủi lùng thầu. Vòi tắm hoa sen. Pha xả thầu. Phá xả thầu. Kệ, cái kệ. Cả. Cả. Kệ để cục xà phòng. Phan cản cả. Phan cản cả. Kệ khăn. Mù canh cả. Mù canh cả. Cái tai vịn. Phù sẩu. Phù sẩu. Máy nước nóng. Nhiệt sủi lò. Nhiệt sủi lò. Máy nước nóng bằng điện. Điện nhiệt sủi lò. Điện nhiệt sủi lò. Máy nước nóng bằng ga. Mùi hơi nhiệt sủi lò. Mùi hơi nhiệt sủi lò. Máy nước nóng bằng ánh sáng mặt trời. Thái dương năng nhiệt sủi lò. Thái dương năng nhiệt sủi lò. Bồn rửa tay. Sấy sǎo bùn. Sấy sǎo bùn. Kiến rọi mặt. Kèn. Kèn. Tủ tiện ích. Chạp mặt quầy. Chạp mặt quầy. Phòng tắm đứng. Khỉ con. Khỉ con. Cửa kiến phòng tắm. Dục sắt bò lê mùn. Dục sắt bò lê mùn. Bồn cầu. Chò chi. Chò chi. Nắp đậy bồn cầu. Chò chi bản. Chò chi bản. Kiến cạo râu. Sâu gàng. Sâu gàng. Kiến phóng đại. Phong tài gàng. Phong tài gàng. Giấy vệ sinh. Chì chỉ.
chì chỉ, giấy toilet. Chì chỉ. Chì chỉ. Giá để cuộn giấy vệ sinh. Chì chỉ cả. Chì chỉ cả. Hộp để cuộn giấy vệ sinh. Chì chỉ hộp. Chì chỉ hộp. Lỗ thông nước. Hơi sợi quẩy. Hơi sợi quẩy. Nút ấn xả nước. Chung chì chày. Chung chì chày. Bàn chải rửa bồn cầu. Chì sổ chạc. Chì sổ chạc. Máy xấy tóc. Phung thủng. Phung thủng. Cái móc. Ngâu. Ngâu. Thùng rác. Lạp sạp thủng. Lạp sạp thủng. Cái bàn. Thỏi. Thỏi. Cái ghế. Tầng. Ghế sofa. 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 Ghế sofa. Xa phạt. Xa phạt. Ghế sofa. Da. Chân phỉ sofa. Chân phỉ sofa. Ghế sofa da. Chân phỉ xa phạt. Chân phỉ xa phạt. Ghế sofa vải. Bù xa phạt. Bù xa phạt. Ghế sofa vải. Bù sofa. Bù sofa. Cái ghế gỗ. Một tầng. Một tầng. Cái kệ tivi kết hợp tủ. Chỗ hợp quầy. Chỗ hợp quầy. Cái màn cửa sổ. Trang liễm. Trang liễm. Cái màn cửa sổ lưới. Xa liễm. Xa liễm. Cái màn cửa sổ dày. Hậu trang liễm. Hậu trang liễm. Màn cửa sổ chống ánh sáng. Che con liễm. Che con liễm. Cái đèn. Tăng. Tăng. Cái đèn chùm. Tiêu tăng. Tiêu tăng. Cái đèn để bàn. Thổi tăng. Thổi tăng. Cái đèn pin. Tiền thủng. Tiền thủng. Tủ để dài. Hài quầy. Hài quầy. Kệ để dài. Hài cả. Hài cả. Cái truyền hình. Tiền xì. Tiền xì. Cái truyền hình. Tiền xì ký. Tiền xì ký. Cái điện thoại bàn. Trò thổi điện hỏa. Trò thổi điện hỏa. Cái điện thoại di động. Sổ thầy điện hỏa. Sổ thầy điện hỏa. Máy lạnh. Lạng hì. Lạng hì. Đồ trang trí. Trang sức bẩn. Trang sức bẩn. Bức tranh. Phúc quả. Phúc quả. Khung hình. Sẵn cả. Sẵn cả. Đồng hồ treo tường. Qua trường trung. Qua trường trung. Đồng hồ đeo tay. Sổ biếu. Sổ biếu. Cái quạt máy. Phun xin. Phun xin. Cái bình hoa. Phá chân. Phá chân. Cái quạt giấy. Chỉ xin. Chỉ xin. Phòng khách. Hạt thang. Hạt thang. Một cái bàn. Một trang thổi. Một trang thổi. Hai cái bàn. Lượng trang thổi. Lượng trang thổi. Ba cái bàn.
Sam chân thoại. Sam chân thoại. Một cái ghế. Nhất chân tầng. Nhất chân tầng. Sáu cái ghế. Lục chân tầng. Lục chân tầng. Mười cái ghế. Sập chân tầng. Sập chân tầng. Một cái ghế sofa hai chỗ. Nhất chân lượng chỗ quẩy sofa. Nhất chân lượng chỗ quẩy sofa. Một cái ghế sofa. Nhất chân sofa. Nhất chân sofa. Hai chiếc ghế sofa. Lượng chân sofa. Lượng chân sofa. Một cái ghế sofa dài. Nhất chân bù sofa. Nhất chân bù sofa. Một tấm màn cửa sổ. Nhất phải trang liệm. Nhất phải trang liệm. Một bộ màn cửa sổ. Nhất thù trang liệm. Nhất thù trang liệm. Một tấm màn cửa sổ lưới. Nhất phải xa liệm. Nhất phải xa liệm. Một tấm màn cửa sổ dày. Nhất phải hậu trang liệm. Nhất phải hậu trang liệm. Một tấm màn cửa sổ chống ánh sáng. Nhất phải che con liệm. Nhất phải che con liệm. Một cái đèn. Nhất chẳng tăng. Nhất chẳng tăng. Một cái đèn chùm. Nhất chẳng tiêu tăng. Nhất chẳng tiêu tăng. Một cái đèn để bàn. Nhất chẳng thổi tăng. Nhất chẳng thổi tăng. Một cái đèn pin. Nhất chi điện thống. Nhất chi điện thống. Một cái tủ để dài. Nhất co hài quầy. Nhất co hài quầy. Một cái kệ để dài. Nhất co hài cả. Nhất co hài cả. Một cái truyền hình. Nhất bộ điện xì. Nhất bộ điện xì. Một cái tivi. Nhất bộ điện xì. Nhất bộ điện xì. Một cái điện thoại bàn. Nhất bộ trò thoại điện thoại. Nhất bộ trò thoại điện thoại. Một cái điện thoại di động. Nhất bộ sổ thầy điện thoại. Nhất bộ sổ thầy điện thoại. Một cái máy lạnh. Nhất bộ lạnh hì. Nhất bộ lạnh hì. Một bức tranh. Nhất phúc hỏa. Nhất phúc hỏa. Một cái khung hình. Nhất cô sưởng cả. Nhất cô sưởng cả. Một cái đồng hồ treo tường. Nhất cô qua trường trung. Nhất cô qua trường trung. Một chiếc đồng hồ đeo tay. Nhất chế sầu biêu. Nhất chế sầu biêu. Một cái quạt máy. Nhất bả phong xin. Nhất bả phong xin. Một cái bình hoa. Nhất cô pha chân. Nhất cô pha chân. Một cái quạt giấy. Nhất bả chỉ xin. Nhất bả chỉ xin. Một căn phòng khách. Nhất cô hạc thang. Nhất cô hạc thang. Học mẫu câu. Tôi muốn nói cái gì đó. Nói như thế nào? Tôi muốn mua. Ngộ sáng mại. Ngộ sáng mại. Tôi muốn mua bàn ăn cơm. Ngộ sáng mại phàn thổi. Ngộ sáng mại phàn thổi. Tôi muốn mua một cái bàn ăn cơm. Ngộ sáng mại nhất trang phàn thổi. Ngộ sáng mại nhất trang phàn thổi. Tôi muốn mua bình hoa. Ngộ sáng mại pha chân. Ngộ sáng mại pha chân. Tôi muốn mua hai cái bình hoa. Ngộ sáng mại lượng của pha chân. Ngộ sáng mại lượng của pha chân. Tôi muốn mua quạt máy. Ngộ sáng mại phong xin. Ngộ sáng mại phong xin. Tôi muốn mua
ba cái quạt máy. Ngõ sưởng mại sam bả phong xin. Ngõ sưởng mại sam bả phong xin. Tôi muốn mua cái gì đó và cái gì đó. Nói như thế này. Tôi muốn mua và ngõ sưởng mại thùng. Ngõ sưởng mại thùng. Tôi muốn mua tranh và khung hình. Ngõ sưởng mại quả thùng sưởng cả. Ngõ sưởng mại quả thùng sưởng cả. Tôi muốn mua 2 bức tranh và 5 khung hình. Ngõ sưởng mại 2 bức họa thùng 5 cái sưởng cả. Ngõ sưởng mại 2 bức họa thùng 5 cái sưởng cả. Tôi muốn mua tủ kệ TV và sofa. Ngõ sưởng mại tủ hợp quầy thùng sofa. Ngõ sưởng mại tủ hợp quầy thùng sofa. Tôi muốn mua một tủ kệ TV và một chiếc ghế sofa. Ngõ sưởng mại một cái tủ hợp quầy thùng một trang sofa. Ngõ sưởng mại một cái tủ hợp quầy thùng một trang sofa. Một căn nhà bếp. Một cái chủ phòng. Một cái chủ phòng. Một cái bếp. Một cái chủ xích lò. Một cái chủ xích lò. Một cái lò. Một cái chủ xích lò. Một cái chủ xích lò. Một cái nồi. Một cái bô. Một cái bô. Một cái chảo. Một chiếc quạt. Một chiếc quạt. Một cái nồi cơm điện. Một cái điện phản bô. Một cái tiền phản bố. Một cái bình nấu nước điện. Một cái nhiệt sủi bố. Một cái nhiệt sủi bố. Một cái lò pipa. Một cái mì bó lù. Một cái mì bó lù. Một cái nắp dung. Một cái còi. Một cái còi. Một cái thao. Một cái bồn. Một cái bồn. Một cái rổ. Một cái sao kê. Một cái sao kê. Một cái bồn rửa chén. Một cái sảy quẩn bồn. Một cái sảy quẩn bồn. Một con dao chặt xương. Một bả chảm quách tố. Một bả chảm quách tố. Một con dao gọt trái cây. Một bả sáng gỗ tố. Một bả sáng cỏ tố. Một con dao bào. Một bả sợt phì tố. Một bả sợt phì tố. Một cái máy sinh tố. Một bộ chà chấp kê. Một bộ chà chấp kê. Một cái tủ lạnh. Một cái suyệt quầy. Một cái suyệt quầy. Một cái máy rửa chén. Một bộ sấy quần kê. Một bộ sấy quần kê. Một cái máy hấp bánh. Một cái cục lù. Một cái cục lù. Một cái máy hấp bánh. Một bộ cục lù. Một bộ cục lù. Một cái tủ để chén dĩa. Một cái quần tiệp quầy. Một cái quần tiệp quầy. Một đôi đũa cây. Một đôi một phải chỉ. Một đôi một phải chỉ. Một cái chảo không dính. Một chiếc dì kiệt quạt. Một chiếc dì kiệt quạt. Một miếng bùi nhùi rửa chén. Một phải bạc kiệt bồ. Một phải bạc kiệt bồ. Một chai xà bông rửa chén. Một chi sấy kịt chính. Một chi sấy kịt chính. Một cái kệ tủ nhà bếp. Một cái tủ hộp chủ quầy. Một cái tủ hộp chủ quầy. Một chiếc khăn lau chén. Một điều mút con muốn tiệp bộ.
dắt thiều một con uốn tẹp bầu, một cái khăn lau chán, dắt phai một con uốn tẹp bầu, dắt phai một con uốn tẹp bầu, một hạt gạo, dắt lắm mày, một bao gạo, dắt bao mày, dắt bao mày, một cái thùng đựng gạo, dắt cò mày thủng, dắt cò mày thủng, một hạt nếp, dắt lắp lò mày, dắt lắp lò mày, một bao nếp, dắt bao lò mày, dắt bao lò mày, một cái máy hút hơi dầu, dắt bộ châu dầu yên kê, dắt bộ châu dầu yên kê, một cánh cửa nhà bếp, dắt tù chùa phỏng mùn, dắt tù chùa phỏng mùn, một cái máy hút bụi, dắt bộ khắp trần kê, dắt bộ khắp trần kê, một cái máy xay thịt, dắt bộ xơi dục kê, dắt bộ xơi dục kê. Lượng từ thì chúng ta dùng để đếm hay là dùng để mô tả cái gì đó. Thế thì bây giờ chúng ta muốn nói cái máy lạnh này hư rồi. Ní bù lạng hy hoài chỏ. Ní bù lạng hy hoài chỏ. Cái máy lạnh kia hư rồi. Cỏ bù lạng hy hoài chỏ. Cỏ bù lạng hy hoài chỏ. Cái phòng bếp này đẹp quá. Ní co chùa phỏng hổ lan. Ní co chùa phỏng hổ lan. Cái phòng bếp kia đẹp quá. Có co chùa phỏng hổ lan. Có co chùa phỏng hổ lan. Cái máy lạnh này nhiêu tiền? Ní bù lạng hy kỹ chỉn. Ní bù lạng hy kỹ chỉn. Cái máy lạnh kia nhiêu tiền? Có bồ lạng hy kỹ chỉn. Có bồ lạng hy kỹ chỉn. Cái nồi này có cái mới không? Ní co bú dạo mụ sánh ca. Ní co bú dạo mụ sánh ca. Cái nồi kia có cái mới không? Cỏ co bú dạo mụ sánh ca. Cỏ co bú dạo mụ sánh ca. Cái thau này có màu tím không? Ní co phồn dạo mụ chỉ xét. Ní co phồn dạo mụ chỉ xét. Cái thau kia có màu tím không? Cỏ co phồn dạo mụ chỉ xét. Cỏ co phồn dạo mụ chỉ xét. Cái thau này có lớn hơn chút không? Ní co phồn dạo mụ tài tí. Ní co phồn dạo mụ tài tí. Cái thau kia có nhỏ hơn chút không? Ní co phồn dạo mụ xây tí. Ní một căn phòng ngủ. Dắt co sợi phỏng. Dắt co sợi phỏng. Một cánh cửa phòng ngủ. Dắt tù sợi phỏng mùn. Dắt tù sợi phỏng mùn. Một cái giường. Dắt trang tròn. Dắt trang tròn. Một cái gói. Dắt co chẩm thầu. Dắt co chẩm thầu. Một cái gói ôm. Dắt co lãm chẩm. Dắt co lãm chẩm. Một cái áo gói. Dắt co chẩm thầu thù. Dắt co chẩm thầu thù. Một cái áo gói ôm. Dắt co lãm chẩm thù. Dắt co lãm chẩm thù. Một tấm ra giường. Dắt trang tròn tán. Dắt trang tròn tán. Một cái mền. Dắt trang phị. Dắt trang phị. Một cái mền nỉ. Dắt trang mù chiên. Dắt trang
màu chín, một cái mà nỉ, một trang chín, một trang chín, một cái mền bông gòn, một trang miền phị, một trang miền phị, một cái mền lông vũ, một trang ngư dụng phị, một trang ngư dụng phị, một cái bao mền, một trang phị thù, một trang phị thù, một tấm niệm, một trang giường dục, một trang giường dục, một tấm niệm lò xo, một trang đàn cung giường dục, một trang đàn cung giường dục, một cái đèn đầu giường, một cái giường đầu đèn, một cái giường đầu đèn, một cái đèn đầu giường, một chản giường đầu đèn, một chản giường đầu đèn, một con thú cưng nhồi bông, một chiếc bồ công chải, một chiếc bồ công chải, một cái tủ đựng quần áo, một cái y quầy, một cái y quầy, một cái tủ kệ đầu giường, một cái giường đầu quầy, một cái giường đầu quầy, một cái học kéo, một cái quầy thủng, một cái quầy thủng, một bộ quần áo, một thùng sam phụ, một thùng sam phụ, một đôi vớ, một đôi mặt, một đôi mặt, một chiếc vớ, một chiếc mặt, một chiếc mặt, một cái móc áo, một cái dây cả, một cái dây cả, một cái móc áo, một chiếc dây cả, một chiếc dây cả, một cái máy hút ẩm, một bộ thu thập cơ, một bộ thu thập cơ, một cái đồng hồ rác, một cái lò chung, một cái lò chung, một cái ổ cắm điện, một cái chạp số, một cái chạp số, một cái công tắc, một cái khai quan trì, một cái khai quan trì, một cái két sắt, một cái gạt màn, một cái gạt màn, một cái áo, một kiện衫, một kiện衫, một cái quần, một条裤, một条裤, một cái quần lót, một条底裤, một条底裤, một cái áo lót, một件底衫, một件底衫, một cái áo ngực, một个胸围, một个胸围. Rồi đó là một số lượng từ về phòng ngủ, thì các bạn nhớ ghi chú lại, tự luyện tập, nói tới, nói lui, nghe đi, nghe lại, thì dần dần các bạn sẽ quen. Mà quen rồi thì sẽ giỏi. Mà nếu mà bạn nào chưa có đăng ký đó thì nhớ đăng ký. Còn đăng ký rồi đó thì thôi, tiện luôn đó thì các bạn bấm luôn cái chuông để nhận ngay thông báo mới khi có. Sau cùng, mình luôn chúc cho các bạn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trân trọng và hẹn gặp lại. Tó chè tài cá xấu thảy cho Kim. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Rồi và sau đây đó là cách mô tả cái này cái kia. Bây giờ căn phòng ngủ này, ní co sồi phỏng, ní co sồi phỏng. Căn phòng ngủ kia, cỏ co sồi phỏng, cỏ co sồi phỏng. Cánh cửa phòng ngủ này, ní tù sồi phỏng mùn, ní tù sồi phỏng mùn. Cánh cửa phòng ngủ kia, cỏ tù sồi phỏng mùn, cỏ tù sồi phỏng mùn. Cái giường này, ní chớn tròn, ní chớn tròn. Cái giường kia, cỏ chớn tròn, cỏ chớn tròn. Cái gói này, ní co chẩm thầu, ní co chẩm thầu. Cái gói kia, cỏ co chẩm thầu, cỏ co
chẩm thầu. Cái gói ôm này, ní co lãm chẩm, ní co lãm chẩm. Cái gói ôm kia, cỏ co lãm chẩm, cỏ co lãm chẩm. Cái áo gói này, ní co chẩm thầu thâu, ní co chẩm thầu thâu. Cái áo gói kia, cỏ co chẩm thầu thâu, cỏ co chẩm thầu thâu. Cái mền này, ní chớn phị, ní chớn phị. Cái mền kia, cỏ chớn phị, cỏ chớn phị. Cái mền nỉ này, ní chớn chín, ní chớn chín. Cái mền nỉ kia, cỏ chớn chín, cỏ chớn chín. Cái tấm niệm này, ní chớn tròn dục, ní chớn tròn dục. Cái tấm niệm kia, cỏ chớn tròn dục, cỏ chớn tròn dục. Cái tủ đựng quần áo này, ní co dí quầy, ní co dí quầy. Cái tủ đựng quần áo kia, cỏ co dí quầy, cỏ co dí quầy. Đôi vớ này, ní tôi mạch, ní tôi mạch. Đôi vớ kia, cỏ tôi mạch, cỏ tôi mạch. Cái áo ngực này, ní co húng quầy, ní co húng quầy. Cái áo ngực kia, cỏ co húng quầy, cỏ co húng quầy. Rồi thì cứ thế đó, thì các bạn cũng có một cái khái niệm về cách mô tả một cái danh từ nào đó, cái này, cái kia, hay là chúng ta muốn điếm một danh từ nào đó thì cần phải có lượng từ. Thì các bạn cũng biết khá là nhiều cái lượng từ về phòng ăn nè, phòng khách nè, phòng ngủ nè, phòng tắm nè. Ba tấm thảm trải bàn này, ly sam phải thổi bầu, ly sam phải thổi bầu. Ba tấm thảm trải bàn kia, cổ sam phải thổi bầu, cổ sam phải thổi bầu. Cây kẹp đá này, ly gò binh kẹp, ly gò binh kẹp. Cây kẹp đá kia, cổ gò binh kẹp, cổ gò binh kẹp. Cái bình đựng nước này, ly gò sủi hũ, ly gò sủi hũ. Cái bình đựng nước kia, cổ gò sủi hũ, cổ gò sủi hũ. Cái tâm xỉa răng này, ly chi ngả chim, ly chi ngả chim. Cây tâm xỉa răng kia, cổ chi ngả chim, cổ chi ngả chim. Hộp tâm xỉa răng này, ly hộp ngả chim, ly hộp ngả chim. Hộp tâm xỉa răng kia, cổ hộp ngả chim, cổ hộp ngả chim. Một căn phòng ăn, một cái phòng thang, một cái phòng thang. Một cái bàn ăn cơm, một trương bàn thổi, một trương bàn thổi. Hai cái ghế, hai trương đằng, hai trương đằng. Sáu cái ghế, lục trương đằng, lục trương đằng. Ba tấm thảm trải bàn, sam phai thổi bầu, sam phai thổi bộ. Một cái khăn ăn, một trương chăn gân, một trương chăn gân. Một cái khăn ăn, một phai chăn gân, một phai chăn gân. Một tờ khăn giấy, một trương chỉ gân, một trương chỉ gân. Một bao khăn giấy, một bao chỉ gân, một bao chỉ gân. Một hộp khăn giấy, một hộp chỉ gân, một hộp chỉ gân. 12 cái chén, 12 chiếc đũa, 12 chiếc đũa. 12 cái chén, một đa đũa, một đa đũa. Một đôi đũa, một đôi phải chỉ, một đôi phải chỉ. Một chiếc đũa, một chiếc phải chỉ,
Một cái khoai chỉ. Một cái muỗng. Một cái chỉ găng. Một cái chỉ găng. Một cái muỗng cà phê. Một cái cà phê găng. Một cái cà phê găng. Ba cái muỗng canh. Sam cái thong găng. Sam cái thong găng. Sáu cái ly. Lục cái bôi. Lục cái bôi. 100 cái ống hút. 100 支飲筒。100支飲筒。100cái ống hút. 100支飲管。100支飲管。1cái dĩa. 一隻碟。一隻碟。9cái tô. 9隻湯碗。9隻湯碗。9cái tô. 9個湯碗。9個湯碗。Một con dao. Một bả đao. Một bả đao. 20 cái nĩa. 20 chiếc chá. 20 chiếc chá. 7 cái thùng đựng nước đá. 7 cái bình thùng. 7 cái bình thùng. Một cây kẹp đá. 1 cái bình kẹp. 1 cái bình kẹp. Một cây kẹp đá. 1 cái bình kiếm. Một cái bình kiếm. Một cái bình đựng nước. Một cái sủi hũ. Một cái sủi hũ. Một cây tăm sữa răng. Một chi ngà chim. Một chi ngà chim. Một hộp tăm sữa răng. Một hộp ngà chim. Một hộp ngà chim. Một cây đèn cầy. Một chi lạp chúc. Một chi lạp chúc. 12 cây đèn cầy. 1 đa lạp chúc. 1 đa lạp chúc. 1 cặp đèn cầy. 1 đôi lạp chúc. 1 đôi lạp chúc. 1 cái ly uống nước. 1 chiếc sủi bôi. 1 chiếc sủi bôi. 6 cái ly uống nước. Bùn đa sủi bôi. Bùn đa sủi bôi. 1 cái ly uống trà. 一隻茶杯。一隻茶杯。8cái ly uống rượu。八隻酒杯。八隻酒杯。1 cái ly uống rượu vang đỏ。一隻紅酒杯。一隻紅酒杯。1 cái ly uống rượu vang trắng。一隻白酒杯。一隻白酒杯。1 cái ly uống bia。一隻啤酒杯。一隻啤酒杯。2cái ly uống xăm bân。2隻香檳杯。2隻香檳杯。1 cái ly uống rượu cocktail。一隻雞尾酒杯。一隻雞尾酒杯。4 cái ly uống rượu cocktail。4隻雞尾酒杯。4隻雞尾酒杯。36 cái ly uống rượu cocktail. 3 đa cây mì chậu bôi. 3 đa cây mì chậu bôi. Căn phòng này. Lý gò phàn thang. Lý gò phàn thang. Căn phòng kia. Gõ gò phàn thang. Gõ gò phàn thang. Cái bàn ăn cơm này. Lý trương phàn thổi. Lý trương phàn thổi. Cái bàn ăn cơm kia. Gõ trương phàn thổi. Gõ trương phàn thổi. 2 cái ghế này. Lý lượng trương tầng. Lý lượng trương tầng. 2 cái ghế kia. Gõ lượng trương tầng. Gõ lượng trương tầng. 6 cái ghế này. Lý lục trương tầng. Lý lục trương tầng. 6 cái ghế kia. Gõ lục trương tầng. Gõ lục trương tầng. Rồi thì đó là toàn bộ nội dung của bài chia sẻ hôm nay. Thì qua những cái chia sẻ về lượng từ á, thì mình hy vọng là các bạn cũng nắm được khá là nhiều những cái lượng từ đi chung với những danh từ riêng biệt. Thì các bạn cũng lưu ý, cần thì ghi lại để nhớ. Mình xin dừng ở đây.
và luôn chúc cho các bạn có nhiều niềm vui trong tham khảo tiếng Quảng. Trân trọng và hẹn gặp. Tối chào tại cá sấu thảy cho Kim.